Để cái ô tô bóng bay này chạy được thì chúng mình phải dùng miệng để chúng mình thổi nhá, và chúng mình có thể dùng tay để giữ cái bóng bay không bị xì hơi nhá. Như 44 này. Vâng, bây giờ chúng mình cũng thả xuống nhá. Vâng, 44 xin chào các bạn. Trên tay 44 là hai chiếc ô tô các bạn nha, hai chiếc ô tô hoàn toàn bằng giấy. Đấy. Và chiếc ô tô này chạy được bằng cái sức quả của bóng bay các bạn nhé. Khi chúng mình bơm quả bóng bay và thả ra thì ô tô chạy. Bây giờ chúng mình cùng thử nhé. Riêng chiếc ô tô này thì vốn muốn chế cái bánh bằng cái nắp chai này. Đây, và vốn muốn đã thiết kế riêng cho bạn muốn một chiếc ô tô màu hồng. Đây, 44 đã in ra rồi đây các bạn nhé. Đấy, bạn nào mà thích một chiếc ô tô chạy bằng hơi như bóng bay thì có thể đao cái bản này về chúng mình in ra và chúng mình cùng làm nhé. Bây giờ 44 sẽ dán cái giấy đề can này này lên trên tấm bìa cứng. Đấy. Còn phần chiếc bánh này chúng mình có thể làm bánh bằng cái nắp chai như 44 cũng được. Đây các bạn, bố bạn 4 nha, đã làm cho bạn bắt bạn 4 đây. Chiếc ô tô màu ghi in đen trắng, vì nhà bạn bún bạn bắt chỉ có máy in đen trắng thôi, chính vì thế mà bố đã in ra và làm bốn cái bánh màu xanh ở trên quả bóng bay màu cam bằng giấy hết đấy các bạn, ở dưới bằng hai cái ống hút để dùng hơi để cho quả bóng bay xì hơi ra ô tô chạy, và cái chốt xe thì làm bằng cho xin thịt. Đấy, đây là ô tô màu ghi và đây là ô tô màu đỏ cam người sắt bạn bắp. Đây, quả bóng bay màu vàng thì bố bạn bún đang bằng bìa cắt tông ở dưới dán nhân rất là đẹp nha, và ở xung quanh cũng dán hết, ở đằng sau ống khói bằng cái ống hút. Bây giờ chúng mình cùng theo dõi bố bạn bún sẽ hướng dẫn các bạn cùng làm nhé. Và cái bánh xe ấy, nếu mà chúng mình cùng in ra như bốn bún đây ấy, thì chúng mình cần một tờ bìa có cái độ dày thế này các bạn nhé. Đây, bốn bún dán thẳng bốn tờ bìa lại với nhau được một cái rất là dày đây. Đấy. Và bây giờ bố sẽ cắt cái hình chiếc bánh và dán vào đây và chúng mình sẽ cắt theo nhé. Đấy, riêng những chiếc bánh thì chúng mình dán vào cái phần bìa giấy dày này. Chúng mình dán vào đây và chúng mình sẽ tí cắt theo cái hình bánh là xong nhá. Vâng, vậy là bố bún đã dán bốn chiếc bánh vào cái bìa dày như thế này rồi nhá. Bây giờ chúng mình sẽ dán những cái thân xe này. Đấy, vào cái phần bìa dày này nhá. Chúng mình phải dán vào giấy dày các bạn thì ô tô mình cứng cáp được. Như cái ô tô đen trắng thì bố bạn bún làm bằng giấy in A4 bình thường, chính vì thế mà rất là yếu, ọp ẹp. Còn ô tô người sắt làm bằng bìa cứng nha, rất là dày, chắc chắn là bạn bắp sẽ chưa được rất là nhiều thời gian. Đấy, chúng mình dán vào, sau đó thì chúng mình sẽ cắt ra. Bên này đi. Sau khi đã dính vào bìa thì bây giờ bố muốn dùng kéo để cắt ra nhé. Để chúng mình cắt nhỏ ra cầm cho nó dễ. Nếu mà chúng mình làm một cái phần đáy thì ở bên dưới này là chúng mình sẽ chừa ra một phần để tí dính keo nhá. Và bên sườn này chúng mình sẽ cắt theo cái nếp gấp đây này, chúng mình có hết rồi đây này. Đây các bạn nhé, 44 khi đã cắt xong chiếc bánh rồi thì
bố bún sẽ dán vào như chiếc bánh này này, dán cạnh sườn này này. Đấy, bây giờ bố bún sẽ dán cạnh sườn vào nhá. Mà chúng mình không muốn làm bánh bằng giấy thì chúng mình có thể làm bánh bằng cái nắp chai cho nhanh cũng được. Sau khi dán xong, chúng mình lấy một chút băng dính, chúng mình dính lại cho chắc. Đấy, thế là xong một chiếc bánh tiếp theo nhé. Khi chúng mình đã cắt xong những miếng như thế này nhá các bạn, đây này, đấy, thì có những cái nếp gấp này, ví dụ những cái phần trắng này mình sẽ gập vào trong này, và cái phần hai phần kính này chúng mình cũng gập xuống nhá, ví dụ đây phần kính này, đấy, chúng mình sẽ gập xuống như thế này, đấy, và cái phần này mặt trên của cái đầu xe này chúng mình sẽ gập ngược lên này. Chúng mình đặt xuống bàn thì gặp dễ hơn. Đấy, nó như thế này nhá. Và phần này chúng mình lại phải gặp xuống. Đấy, nó là hình như thế này này. Vậy là sau khi mỗi bún đã gấp các nếp gấp xong rồi. Đấy, được cái hình zig zag kiểu như thế này nhá. Đây này. Đấy, thì cái hình ô tô của mình nó như thế này này. Đấy. Và một cái bước quan trọng tiếp theo đó là tạo những cái lỗ ở trên cái đầu trên đây để thì chúng mình bơm hơi qua chỗ này nhá. Đây, như bốn bốn có cái bấm lỗ này thì chúng mình sẽ bấm này. Đấy, bạn nào không có cái bấm lỗ thì có thể dùng cái con ba chúng mình đục thủng cũng được nhá. Này là vừa các bạn nhé. Đấy, thì chúng mình sẽ gắn vào như thế này. Nhưng mà trước khi gắn thì bố bún sẽ kết nối các cái mảnh ghép vào với nhau đã nhá. Đây, chúng mình phải xác định đâu là phần đầu. Đây nha, chúng mình như thế này là chính xác rồi này. Đấy, thì bây giờ bố bún sẽ dùng keo gắn vào đây này. Chúng mình sẽ gắn từng đoạn nhỏ một nhé, cho nó chính xác. Nếu mà mình gắn đoạn dài một lúc thì nó sẽ không chính xác đâu. Đấy nhá, vậy là chúng mình đã gắn được một bên rồi này. Đấy, và bên này chúng mình sẽ làm tương tự nhá. Vậy là bố bún đã gắn xong cái mô hình nhá. Đấy, phần đáy chúng mình gắn sau này. À, một chút nữa bố bún quên là chúng mình chưa đục những cái lỗ này để cho bánh xe chạy. Đây nha, bây giờ bố bún sẽ làm những cái lỗ nhá. Đấy, không để ý thành xe không bánh. Đúng rồi. Đây, cho xuống cái phần đuôi này. Và lần ngược lên trên phần nào. Trên này. Đây. Đây các bạn, để mẹ bạn bún các bạn xem nhá. Hai cái ống ở trên để cho hơi vào quả ống bay, và ở dưới cái cống rất là dài ra để chúng mình sẽ thổi để cho hơi vào quả ống bay các bạn. Đúng rồi. Và bây giờ bố bún sẽ cho một chút keo vào đây để định hình lại nhá. Đây, vậy là cái ống hút bố bún đã gắn vào trong đây nhá. Còn trên đây này. Đấy, rất là chắc chắn, bên dưới bốn bốn cũng đã có keo rồi. Và để kẹp được cái quả bóng vào đây như thế này thì
thì chúng mình cần cái đây này, cái đầu nắp chai này nhá. Bây giờ tí nữa bố bạn bún sẽ cắt cái phần đầu này ra và gắn xuống đây. Đấy, bây giờ chúng mình sẽ gắn cái phần đáy này trước đã nhá. Đây nha, vậy là cái miệng chai bố bún đã cắt rồi nhá. Bây giờ chúng mình sẽ gắn vào đây này. Gắn cái miệng chai vào đấy, sau đó chúng mình mới cho được quả bóng bay vào đấy các bạn mới giữ được. Đúng rồi, vì có hơi đấy trong đây. Và bây giờ chúng mình sẽ gắn những chiếc bánh nhá. Đây này, chúng mình dùng que xiên thịt để làm cái để xoay nhá. Đây này. Đấy, cho vào đấy làm cái trục. Làm cái trục. Đấy, và chúng mình sẽ gắn những chiếc bánh vào. Bên này cũng thế nhá. Đây này. Và thật trên. Đấy. Đáng ra bố bạn bún phải cho chị tên là bún vào đây. À BB bún bắp đây. Bún bắp. À đấy. Làm chữ bún rồi đấy. Dùng chữ BB. Đấy. Vậy là có thể đi được rồi các bạn nhá. Rất là đơn giản đúng không các bạn? Vậy là chiếc ô tô quả bún làm cho bạn bún đã hoàn thành các bạn nhá. Đây rất là đẹp nha, có cả ngựa pony này. Đấy. Rất là hay. Và những chiếc bánh này cũng rất là đẹp này. Đấy, xoay tít nhá. Và phần bên dưới này cũng đẹp nhá. Và bây giờ chúng mình chỉ cần gắn cái quả bóng lên trên đây và thổi là có thể xe chạy rồi. Đây chúng mình cùng thử nhá. À, chúng mình thả ra thế nào. Ồ, tí quá. Bây giờ bố sẽ mang ra ngoài kia và thổi cho các bạn cùng xem nhá. Chiếc ô tô bố bạn bún đang thổi cái bánh ấy làm bằng cái nắp chai các bạn nhé. À, đây nha, chúng mình cùng xem nhá. Đây. Chuối ở đâu vào cái rem rồi. Bây giờ anh thổi cái tiếp theo đi. Đây, cái này bố bún vừa làm xong cho bạn bún đây. Rồi, chúng mình cũng chạy nhá. Ồ, đẩy cả được cái ô tô bé đi kìa. Chạm được vào đây và đẩy nhau đi. Đây, ô tô hồng. Đánh riêng bạn bún, làm rất là đẹp, gói vào rất là xinh. Vậy là hai chiếc ô tô đã chạy rồi. Bây giờ là chiếc đầu tiên. Chiếc tiếp theo nhá. Wow. Chiếc màu đỏ có vẻ khỏe hơn đấy nhỉ? Vâng. Hay do bánh bon hơn, chính vì thế mà phi nhanh hơn. Đấy, vậy là bố bạn bún đã làm 3 chiếc ô tô rồi các bạn. Làm bằng bìa cắt tông nha, rất là đơn giản thôi. Các bạn mà thích thì hãy nhớ bảo bố mẹ, mà bố mẹ có thời gian thì mới được làm nhá. Không là bố mẹ bận, các bạn đừng có đòi. Và các bạn xem bố bạn bún làm được rồi. Vâng, tối về bố bạn bún sẽ cho hai bạn bún bắp chơi các bạn nhá. Bún cảm ơn tất cả các bạn đã xem video của Bún nhá. Bye bye.